Xin chào nhà, em chuẩn bị lên 4 đơn cho khách nè cả nhà. 4 đơn, mỗi đơn một con. Đó. Thì trước khi lên đơn thì em sẽ tối ưu nó một cái điện thoại ha. Em là chuyên về phần mềm đó nha. Đó. Đây là Motorola. Em về 3 đợt rồi, mỗi đợt về 10 con ha. Thì lần này có 4 khách đặt 4 con, khách quen. Con này rất là ngon. Màn hình gần 7 inch, 6,82 inch Full HD cộng ha. Độ sáng rất là cao. Đó chưa chưa. Nè. Kéo lên hết nè, độ sáng cao nè. Nhưng mà nó chỉ là một sim thôi cả nhà, nó có cây bút bằng thép nha. Rất là xịn sò giống như Samsung Note của mình vậy. Thì đây là bản không thương mại ROM Motorola nè, Note for sale. Đó. Không thương mại ha, thì dành cho thử nghiệm nghiên cứu hay gì đó, thì test hết rồi, full chức năng này kia mới bán ở nhà, unlock sim hết rồi, full tiếng Việt luôn, xài cực kỳ sướng nha. Với phân khúc mà hơn 2 triệu một xíu thôi, chưa tới 2 triệu 3, thì em đảm bảo con này là best tầm giá. Tại vì mấy con khác thì em không có nguồn, với lại cũng chưa có ngon lắm cả nhà. Ví dụ mình ra Huy Động đi, thật sự người ta bán chính hãng là do chi trả nhiều cái nhiều tiền quảng cáo này kia nên đâm ra sản phẩm chất lượng nó bèo nhèo cả nhà. Còn mấy con mà xách tay ha, mấy con nội địa ha, trời ơi em xài điện thoại nội địa nè, Trung Quốc nè, hả Trung Quốc nè, OnePlus Trung Quốc, nhưng mà người ta bán cho thị trường quốc tế xách tay chứ không có Việt Nam, không có dám nhập về đó. Đây thì con này là 4 nhân RAM 4 GB, bộ nhớ 128 ha, chip là 8 nhân. Này em chưa tối ưu nè, bây giờ em sẽ tối ưu cho cái nhà xem. Trước tiên em sẽ vô Wi-Fi, kiểu như là em test lại các chức năng, test lần cuối để mà giao cho khách cả nhà. Để em vô Wi-Fi trước nè. Cách đây phải gọi là chục năm thì em có mở cửa hàng điện thoại Vũng Tàu rồi, em là chuyên về phần mềm. Ừ. Rồi em vô được wifi, em sẽ thêm một cái dòng để mà tắt quảng cáo của cái app ở cả nhà, em sẽ thêm nha, bảo đảm từ khi mà có cái dòng này quảng cáo sẽ bớt được 80%. Dns@vua.com đó, cả nhà cần thì em cứ đưa thôi đó. Rồi điện thoại thì cái mặt kính là cái tâm hồn, cái cửa sổ thì mình hiển thị phải ưu tiên ha. Nhiều người xài điện thoại mắc cười ghê, điện thoại 20 30 triệu mà để đồ sáng nè, chi vậy, bật hết sáng cho em. Con mắt mà hư khó mà hay sửa chữa, con mắt của mình phải ưu tiên về con mắt hơn. Màn hình mình để xài mà, điện thoại để xài, bật độ sáng hết lên cho em. Xài nhiều người xài để ủa gì chi vậy, xài điện thoại chi vậy, xài điện thoại là mở độ sáng hết mức đó. Rồi hiển thị ví dụ chữ nhỏ đúng không, rồi bật lên cho con mắt mình nó thoải mái trước đi đó, cho con mắt mình nó sướng trước đi, màu sắc bảo hòa đúng không, tăng độ nét lên đó. Rồi ví dụ anh thích màu chữ chữ nó bự lên thì chỉnh tiếp ha cả nhà, em là em chỉnh sơ cho nhà thôi, cả nhà nâng cao thì giờ chỉnh thêm. Cả nhà khi mà nhận máy cắm sim vô xài luôn. Đây, tắt bớt cái chuyển động đi. Là hả, cả nhà thấy nó nhanh liền. Đây. Tùy chọn nhà phát triển nè. Đây, tỷ lệ chuyển động họ dẹp. Tắt. Vuốt và. Rồi, ứng dụng nè. Như đây ứng dụng, nhưng mà mình có xài hết không, mình có xài hết không,
cửa hàng mình cập nhật đó đi, cứ cập nhật hết. Android 11 nha. Rồi bây giờ mình vô ứng dụng là mình tắt những cái ứng dụng mình không xài. Chức năng auto là có nghĩa là trên xe chạy dành cho xe hơi á, lên xe hơi bật cái đó lên, kiểu như là hỗ trợ để mình chạy xe hơi. Trời ơi, thì ai xài mở đó, mấy công cụ chuyển dữ liệu là tắt. Em cũng không xài Chrome nữa, em xài Kiwi Browser, nó không có quảng cáo luôn mà nó nhẹ, tiết kiệm pin nữa. Đó, mấy cái này nè tắt hết. Duo gọi điện như nè tắt luôn. Right nè, đó, anh em không xài gì anh em tắt hết. Ghi chú mô tô mình để Google nè, thôi Google Gmail nè, một là tắt, hai là mở. Play phim nè, xem phim mà phải đóng tiền của Google nè, thôi dẹp. Em có mấy cái cả nhà muốn xem phim đúng không, tải mà em TV 360 hoặc là My TV phim miễn phí luôn, HD rồi có lồng tiếng full HD luôn, Moto là dẹp luôn đi. Đó, sách tô màu để, thông báo Motorola là dẹp luôn, trợ lý thiết bị nè dẹp luôn, trợ lý giọng nói thì để ha. Em còn chuyên sâu hơn là hiển thị ứng dụng hệ thống, em còn tắt bớt đây. Còn cao siêu hơn mấy anh mà cao siêu hơn nó mới ghê, cắm máy tính vô tắt hàng loạt, làm cho nhẹ bớt đó nha. Con này là room, room thuần nha, thuần có nghĩa là không có ạp rác, không có ạp của nhà mạng, không có ạp gì luôn nha. Đó, có dán sẵn cường lực cho cả nhà. Con này là chưa dán nên hiện dòng chữ đây là not for sale nè. Đó. Có 128GB chơi game là bấy nhầy luôn nè. Mở cái bút ra nè, ấn ra nè, nó sẽ hiển thị cái này. Rồi ví dụ mình hiển thị cái note đó, để mình ghi chú cái note hoặc là mình Word Excel gì đó, bắt nè, hủy đi. Hoặc là chụp hình nè, vẽ nè, GIF hay là quay video nữa, thì mấy cái đó thì nâng cao thì cả nhà nghiên cứu thêm. Đó, rồi hiển thị phần trăm pin nè. Đó, pin. Còn hiển thị hồi nãy độ sáng, thích mình bật giao diện tối nè. Áp dụng cho điện thoại nè, bắt đầu phong cách nè. Đây là phong cách ha. Mình thích phong cách gì mình thêm vô. Dạng biểu tượng là áp dụng cũng được. Toàn tiếng Việt 100% mà, nên cả nhà cứ bọc thoải mái. Độ nhớ nè, quyền riêng tư nè, phần pin là nó có bật pin thích nghi rồi ha. Đó, nó sẽ phát hiện những cái nào mà ứng dụng mà không sử dụng thường xuyên nó sẽ tắt, nó học hỏi luôn, coi như là thông minh nè, để mà bảo vệ pin. Pin này 5000 cực kỳ trâu, em đảm bảo luôn. Bút nè, mình có thể thêm gì đó, rung khi cắm này kia đó, cả nhà dọc thêm. Cập nhật thì con này Android 11 rồi. Ngôn ngữ cử chỉ nè, hiệu suất thích nghi hình bật sẵn rồi đó. Việc cắm sim mà xài thôi đó, để em tối ưu được một con đó, về cả nhà xài. Bây giờ thì tối ưu thêm 3 máy nữa rồi giao khách. Cực kỳ đẹp ha, con nào cũng đẹp, có bút hết. Nè, game nè, thích game, có phim gì đó, tùy, mở hết độ sáng cho em nha. Xài điện thoại là phải mở hết độ sáng giúp em, cho con mắt mình nó thoải mái. Đó. Rồi. Em về được lô thứ ba thì mỗi đợt gì đó là 10 con, bây giờ em bán 4 con nè, em còn 1 2 3 4 5 6 hết. Con thứ 7 này có người đặt rồi đó, em còn đúng 6 con.
Thì em sẽ về thêm một đợt cuối là 14 con nữa là hết sạch lô này nha. Chứ không phải có hoài đâu cả nhà ơi, không có hoài đâu. Rồi em xin hết ha.